Em muốn ăn. Chị xong ngay. Đến giờ cho em bé ăn rồi. Làm sao đây? Yes. Xe không chạy. Mình biết rồi. Siêu anh hùng ơi, cứu với, giúp mình với. Siêu anh hùng đến rồi đây, có chuyện gì vậy? Em bé cần được ăn sáng ạ. Không thành vấn đề. Đúng. Cảm ơn chú, siêu anh hùng. Chú mệt quá, chú cần ăn gì đó mới được. Hả? Cái gì? Ngon thế. Ôi không, chú ăn hết luôn hả? Chú có thử thách mới, chú phải đi ngay đây. Em đói quá à. Đừng khóc mà. Chị sẽ làm cho em tô mì lớn nha. Đúng. Chị cần có trứng. Không có trứng sao? Làm mì thế nào đây? Hả? Là gà sao? Tuyệt vời. Nè, đợi đã. Này, đợi đã, dừng lại ngay. Vô ích rồi. Đà điểu sẽ thích lắm đây. Đà điểu à. Hả? Có chuyện gì thế? Xin chào. Xin chào. Tớ có thể giúp gì cho cậu? Tớ cần trứng. Đi mà. Được, nhưng cho đà điểu ăn đã. Lấy đi. Tạm biệt nha. Cảm ơn cậu nha. Đến giờ nấu mì rồi. Arina, con cho em bé ăn chưa? Hả? Đồ ăn đâu rồi? Con sẽ nấu ngay ạ. Được thôi. Đến giờ nấu ăn rồi. Em bé phải được ăn ngay lập tức. Mình cần một cái nĩa. Hả? Cái nĩa ở đâu đây thôi? Tuyệt. Hoàn hảo. Bây giờ mình cần bột mì. Mọi thứ đã sẵn sàng, chúc em ngon miệng. Tuyệt. Em muốn ăn mì. Mì sợi, chú thử nha. Được ạ, nhưng chỉ một chút thôi nha. Chắc chắn rồi. Ngon ngon. Cái gì? Está muy bueno. Chú đã ăn hết rồi. Cháu sẽ cho em cháu ăn thế nào đây hả? Chú xin lỗi. Có cách rồi. Hả? Hả? Đợi một lát. Ta-da. Yippee. Nhưng nó nhỏ quá. Con không muốn. Xin lỗi con. Có ý này. Hả? Theo con. Đến giờ làm phép thuật rồi. Tuyệt vời. Ngon ngon. Wow, bắp rang. Nhưng ta cần nhiều bắp hơn. Đây.
cảm ơn chú nha. Bắp rang đã sẵn sàng. Tuyệt vời. Phổ biến. Đi thôi. Bữa sáng đã sẵn sàng. Không hợp với chú rồi. Cẩn thận rồi.